thảo dược thông xoang tán nam dược điều trị viêm mũi, viêm xoang cấp và mạn tính, ngăn ngừa tái phát. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nhưng hãy yên lặng. Ánh sáng nào? Ánh sáng nào le lói trên cửa sổ kia? Có phải đó là nàng Juliet của ta không? Ôi, Juliet của ta, nàng đang ở đâu? Juliet của ta, nàng đang ở đâu? Ta chính là Romeo đây. Juliet, Juliet. Không được. Thưa quý vị, Quỳnh Linh cố gắng diễn lại một đoạn của Romeo và Juliet của Shakespeare, nhưng mà bỏ lâu quá rồi không diễn được quý vị, nó không thể nào vào vai được. Ngày xưa mặc đồ cổ điển nó còn vừa, bây giờ nó vô cổ điển là nó khắc cái cổ lại luôn, nó không có cổ nữa quý vị. Đây là một vai diễn kinh điển, được biểu diễn ở rất nhiều nhà hát, rất nhiều đoàn kịch và rất nhiều diễn viên đã thể hiện. Và tôi nhớ một người anh, người diễn vai này rất là hay quý vị. Xin chào Romeo. Xin chào Juliet. À? Nàng ơi, nếu nàng yêu ta đến vậy, ta sẵn sàng trao phân gửi thận cho nàng. Hãy đi cùng ta nhé. Cùng ta du hành đến với ký ức, vùng ký ức xa xôi. Em giới thiệu với anh mà anh sợ quá đi. Nghệ sĩ ưu tú Phạm Chí Trung, sinh năm 1961, là con trai của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương và nghệ sĩ violon Phùng Thúy Loan. Anh trưởng thành từ nhà hát tuổi trẻ cùng với thế hệ các nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương. Sau hơn 40 năm gắn bó với nhà hát tuổi trẻ, cái tên Chí Trung đã thành công với 9 kịch, có thể kể đến các vai chính trong những vở diễn lớn như Romeo trong Romeo và Juliet, Hamlet, Othello trong các vở kịch cùng tên, Don Sức trong Lời thề thứ 9. Đặc biệt, nhắc tới nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, khán giả đều nhớ tới hình tượng táo giao thông, vừa vui tính nhưng cũng hay chống chế bởi những câu nói ẩn chứa nhiều ý nghĩa thâm thúy. Những biến hài dí dỏm thâm sâu của anh trong chương trình Gặp nhau cuối năm đã trở thành ký ức của không ít khán giả Việt 60 năm cuộc đời. Với nghệ sĩ ưu tú Chí Trung thì công danh, sự nghiệp, hôn nhân, gia đình, tất cả đều có những cái được và cái mất. Với anh, khi đã đi qua đủ mất mát, đổ vỡ, những thứ khác đều trở nên nhỏ bé. Cuộc hôn nhân không trọn vẹn sau hơn 30 năm chung sống giờ chỉ còn hoài niệm với khán giả và với chính người trong cuộc. Hồi anh trẻ và trông cũng ổn. Dạ. Là Romeo, chị Khanh là Juliet. Dạ. Chị Lan Hương, chị Ngọc Huyền là Juliet. Anh và anh Đức Hải là Romeo. À. Hồi anh nhớ Quyền Linh cũng dựa một cánh gà nhìn anh suốt đấy. Dạ đúng rồi. Đúng không? 8 năm sau thì anh béo lên và người ta gọi là Robinet và Toilet. Đây, em có cái hình này đây. Hình này đây. Trời ơi, đẹp trai vô cùng tận luôn. Đây, trời. Đây. Dạ. Đây là anh với chị Khanh diễn. Và cái câu vừa rồi mà anh nói là trao phân gửi thận là có thật đấy. Câu gốc của nó là trao thân gửi phận. Nhưng mà chị Khanh nhìn vào mắt anh say sưa và môi kề môi, má kề má và nói rằng: chàng ơi, thiếp xin trao phân gửi thận cho nàng. Có thật luôn. Và em tưởng tượng anh xin ngất. Đúng rồi, sao anh? Anh phải lên gân, không nó bùng phát toàn bộ tất cả những cái giác quan trên cơ thể ra hết. Lúc đó khán giả nhận ra điều đó. Làm sao khán giả nhận ra được, vì tất cả đang say sưa, chỉ có người diễn cùng là người ta mới nghe được thôi. Thật ra khán giả thấy diễn hay quá, quên cái lời đi. Quên đi, 330 xuất diễn bọn anh ở trên cả nước đấy. Thời đó là phải nói là anh Chí Trung là một trong những hình tượng của rất là nhiều diễn viên. Năm Romeo Juliet là năm đó anh bao nhiêu tuổi anh Chí Trung? Năm 1982, lúc đó là anh 21 tuổi, bắt đầu yêu chị Ngọc Huyền. Trời ơi. Đây là năm 1981. Dạ. Nhà hát thì diễn Đà Lạt và anh với chị Huyền ở Đà Lạt. Thực ra thì bọn anh yêu nhau từ năm 78 rồi. Bọn anh là một trong những học sinh giỏi nhất lớp nhưng bị kỷ luật 3 năm học, là kỷ luật hết cả vào 6 học kỳ luôn. Anh kiểu kém vì là cái hồi yêu là trọng tội mà. Hình này đẹp trai quá, năm mấy anh? Không nhớ đâu. Đấy đi mép đẹp nữa. Lãng tử anh nhỉ. Làm sao đẹp bằng anh Chánh Tín, và anh Thương Tín rồi mà cũng chả để làm gì cả. Đâu có, anh Chánh Tín đẹp theo một cách khác, anh Thương Tín một cách khác và anh đẹp theo một cách khác. Nhưng mà em ạ, bây giờ anh đang ngồi thế này với những khán giả cùng lứa tuổi với mình ấy, hoặc là những người trước ấy, thì họ tin lời em nói.
Thế nhưng mà giờ khán giả trẻ mà em cứ nhìn vào đây xong rồi lại nhìn sang bên này, em đừng làm họ vỡ mộng. Đừng làm họ đau đớn đấy. Của bé em đẹp chứ đây. Anh hồi anh năm 4 tuổi. Đây là bác ruột anh ấy. Bác ruột anh là sư thầy. Hồi ý là bố mẹ anh đã ly thân và chia tay. Đấy thì anh hay ở với bà nội và hay ở chùa. Hồi bố mẹ anh bỏ nhau ấy, là anh 4 tuổi mà chị ruột anh là 6 tuổi. Nó là một cái vết khắc mà nó cũng xây dựng như một chí chung lúc vui lúc buồn. Anh không có một cái tuổi thơ đẹp đúng không anh? Nếu gọi là một trong những bệnh nhân tự kỷ đầu tiên thì anh là như vậy. Nhưng hồi đó không gọi ra như thế. Mình không bao giờ mình cảm thấy mình vui cả. Mặc dù mình là nghệ sĩ hài nhưng mà tất cả những lúc ngày vui của nhà hát hay mọi người đang nhảy múa thì lúc nào anh ra một góc anh cứ rơi nước mắt ấy. Thế mới rửa hơi. Những cái năm đó là Hà Nội là lúc đó còn căng thẳng về chiến tranh không ạ? Có chứ. Như những năm 65 là anh 4 tuổi. 66, 68 là đang chiến tranh. Có thể nói với Quyền Linh này là tôi là một trong những người nghệ sĩ may mắn sống được ở nhiều thời kỳ của đất nước. Chính vì thế nên rèn luyện một trí chung hun đúc lại thành những câu, những từ và những suy nghĩ mà người ta gọi là một ông táo mà rất là thơm nho. Nói câu nào đóng đinh câu đấy thì vì do tôi may mắn là tôi sống được nhiều thời kỳ. Gia đình anh ly hôn như thế thì tuổi thơ của anh sống với ai anh Trung? Thực ra thì bố mẹ của Chí Trung mất hết rồi. Bố Trung mất năm 2011, mẹ mất năm 2017. Cả một tuổi thơ ấy, thì mình chỉ biết là khi mình bắt đầu định hình được suy nghĩ thì đã lúc ở với bố, lúc ở với mẹ, có lúc thì ở với bà nội và có lúc ở chùa. Bà nội tôi sống ở chùa mà. Mình cảm thấy mình thiệt thòi lắm, mình cảm thấy thua thiệt lắm. Xung quanh bạn bè đều có đầy đủ gia đình. Cái nghèo hồi thì tất cả mọi người đều nghèo rồi. Không ai có bàn nhau với cái giàu nghèo cả. Nhưng mà mình cứ thấy mình cứ lủi thủi mình đi giữa những đêm 30, những đêm mà gọi là mưa phùn giữa Hà Nội á, mà xung quanh gia đình nào cũng có đầy đủ bố mẹ, nồi bánh chưng. Hay là tôi cứ đi ra đường là cứ mình cứ đi ngửa mặt lên trời là mình khóc mà lại rất là thích, nước mắt nó hòa với mưa nó chảy xuống, cảm thấy là khoan khoái lắm. Nó có những cái ý thích rất là vớ vẩn như thế. Cả một tuổi thơ tôi sống thì trong cái trạng thái rất mặc cảm. Thế nên là nó cứ xây dựng lên một trí chung, ngoài thì có vẻ vui vẻ nhưng thực ra bên trong bề dày suy nghĩ thì có rất nhiều các cái suy nghĩ. Đâm ra tôi cũng tự hứa là mình sẽ không bao giờ mình bỏ vợ. Ngay cả khi mà tôi mới Ngọc Huyền tôi cũng nói là bố mẹ anh đã bỏ nhau, anh thiệt thòi lắm rồi. Anh sẽ nghĩ là chúng mình không bao giờ bỏ nhau đâu. Thế nhưng mà thôi, cái để chúng ta để hồi sau sẽ rõ đấy nhỉ. Thôi nhưng tí ta sẽ bàn chuyện đến sau, chúng ta tiếp tục lại trở về trước đi, du hành ký ức mà. Trở lại tránh né một chút, em sẽ quay trở lại. Đúng rồi. Em sẽ không bỏ chuyện này qua một bên đâu. Tôi sẵn sàng đối diện bởi vì là lúc này đây là lúc tôi bình tâm rồi. Chứ không phải như những năm trước, 4-5 năm trước là tôi thực sự là sụt 10 cân ấy. Đang từ 88 cân mà xuống còn 74 cân và hoảng loạn. Bởi vì mình không thể nghĩ được có một ngày mình lại ngồi giữa đường như thế. Không một mình xung quanh không có ai cả. Chia sẻ với Linh có 3 dòng. Một là dòng nghệ thuật nhé. Hai là dòng kiếm sống của cuộc đời, tức là kiếm tiền ấy. Ba là dòng gia đình. Giờ Linh chọn đi, Linh chọn dòng nào Linh tra tấn trước đi. Bây giờ chưa chọn dòng gia đình đâu, để cuối đi ha. Cho nó cú đu rách đi. Bây giờ đang vui mình nói chuyện vui trước đi. Không nói chuyện buồn trước đi ha. Rồi. Ngày xưa lúc gia đình khó khăn như thế, ly hôn như thế, sơ tán như thế thì tại sao lại ước mơ thành diễn viên? Tôi không hề chọn nghề. Đấy là sự thật. Nghề chọn tôi. Tôi học phổ thông rốt lắm, tôi không hiểu sao trên đời được sinh ra cái môn toán này. Thật sự là tôi lết từ năm lớp 6 và lớp đại xong lại sang đến hình học thì tôi mà tôi lết đến tận lớp 10 thì không hiểu sao. Thế mình tự thấy là mình không thể nào thi đại học được. Thì năm 1978 là tôi nói bố tôi là con không thi đại học được đâu. Kiểu gì còn rơi hồi lần con đường duy nhất sát ấp là phải vào đại học. Thế mình đầu hàng luôn, bởi con không thi được đâu, con biết cái thân con lắm. Văn thì được, sử địa tốt, hóa hay nói liều được thành hóa trị đấy đúng. Cái đường là cán sự hóa nhưng có biết gì đâu. Nói chung là thế này, học hành rất lơ mơ. Năm 78 thì mình tốt nghiệp được lớp 10 mà mình nói với bố mình thế thì bố mình nhìn mình một cách ai oán. Bố mình là nghệ sĩ nhân Quý Dương, không biết ngày xưa ông học có giỏi không nhưng chắc ông học cũng xinh xinh. Thì ông dẫn đến nhà chú Doãn Hoàng Giang, sắp tới nhà tuổi trẻ tuyển cậu xem có cái tiểu phẩm gì dạy nó cái. Thế là chú Giang chú nói mấy câu gì đó thì anh cũng nghe và tôi vào tuyển. Thì 3 vòng tôi tuyển có một tí mà cứ vào giọng ra vào giọng ra, thế mình cũng nghĩ là trượt rồi. Ngày xưa cao 1m86 ấy, thế nhưng mà về sau nó vất vả tụt xuống có 68. Ngày xưa đẹp trai lắm, rồi chứ ngày xưa cũng 1m6 mấy, xong rồi cũng thanh mảnh, có 52 cân mà mặt chúng nó trong sáng chứ nó không u ám này. Thế là vào nhà tuổi trẻ như thế thôi.
Nhưng mà trước đó thì mình nghĩ là này, nghệ thuật đã làm cho bố mẹ mình chia tay, nên mình không thích là theo nghệ thuật. Tôi còn chưa kể cái chuyện trước đây bố tôi có cái mốt mà cứ bắt các con học đàn. Chị ruột tôi này, em gái tôi này và cậu con trai tôi, ba đứa học piano. Tôi học violon, học 4 năm mà tôi cứ trong trạng thái mà cứ ngủ gật kéo đàn. Thế có một lần bố tôi ở ngoài dạy hát xong ông đi vào thấy ông tôi đang gục đầu vào tường mà cứ thế. Thế ông quyết định thôi cất hai cái dụng cụ ra hai bên, bởi vì tôi học tôi chỉ phân biệt được là cái đàn với cái accent nó khác nhau cái gì thôi. 4 năm trời. Nhưng mà cũng một vài lần lên kéo ở trường, cũng được làm liên đội phó do biết kéo đàn thứ hai hàng tuần. Hai cái môn mình ức nhất là môn toán và môn kéo violon. Đúng rồi. Cái thời bé mình không thích nghệ thuật vì nghệ thuật làm cho bố mẹ mình chia tay. Bố tôi cũng đẹp trai lắm, mà mẹ tôi cũng xinh gái lắm. Thế rồi ông bà cũng đến với nhau như sét đánh. Sau chia tay cũng như một cơn lốc. Thế mình cũng nghĩ là thôi, mình cũng không theo nghệ thuật đâu. Thế nhưng học rốt quá, không biết làm gì đâu. Hồi mà không làm nghệ thuật, không biết làm gì, không có cái nghề gì cả. Cuộc đời cứ thế thôi. Vào nhá, đấy có hai dòng song song. Sự nghiệp thì nó cứ phát triển. Mình vào trong mặt nó cũng sáng giá, sáng nước. Thế là được đóng toàn vai chính nè. Romeo này, rồi Othello này, rồi là Hamlet này, rồi là... Aesop này toàn vai chính, vợ nào cũng hoàng tử, không bao giờ vua cha nhé. Cuộc đời nó cứ thế nó tiến. Sang năm 92 thì lại tự nhiên lại phát hiện ra là có khả năng hài trong cái vở Trò Đời, đóng vai Tạ Quay có bốn cô con gái bốc bài dân sáng ấy. Đấy. Bắt đầu thì rẽ sang hài, giọng thì khê ra, bụng bắt đầu phưỡn lên. Vợ nuôi tốt, Ngọc Huyền nuôi tốt mà ăn uống tốt, thế là nó béo ra cũng đóng hài. Xong đến năm 2003 thì lại vào Táo Quân. Táo Quân trong từ bấy giờ đã trở thành một ông táo giao thông. Nói chung cuộc đời nghệ thuật của tôi là nó may mắn. Anh không phải cạnh tranh với một cái vai diễn nào của ai cả. Không cạnh tranh gì cả, cứ sắp đặt vào mình. Đến khi giám đốc họ cũng giao vào tay. Lúc đầu anh chia sẻ với em vào nghệ thuật nó đơn giản như vậy. Em cứ nghĩ á, chắc là nhờ ba Quý Dương á, là quen với bác Doãn Hoàng Giang, gửi anh vào thì anh đậu. Chứ thật ra nếu mà nói như theo anh kể thì xưa chắc anh vào anh không đậu đâu. Tại vì anh đâu có đam mê gì đâu. Không đam mê gì hết ạ, mà vào cũng cứ làm tiểu phẩm thế thôi. Thế nhưng mà cứ vào xong lại ra, không ai biết là con Quý Dương. Mình cũng tự trọng lắm. Thì bác có gửi cho bác Võ Hoàng Giang. Bác Giang cũng ở đấy đâu. À. Thế cứ thế là vào thôi. Nhưng mà hồi đẹp trai. Ông đẹp trai thiệt. Đẹp trai cho gái phải lòng, xấu trai gái đuổi vòng trong vòng ngoài, hồi đẹp trai mà. Tức là lúc đó anh chỉ vào đoàn là anh cạnh tranh với Đức Hải thôi đúng không? Đức Hải hồi cũng đã xấu sẵn từ đúng bé rồi. anh chú thôi nói không? Anh Hải bây giờ thì xấu thậm tệ, nhưng hồi mà không đọ được với anh đâu. Nhưng cũng đóng Romeo, nhưng mà ngày xưa Hải có tóc nhá, cũng đẹp trai lắm, nhưng mà thua anh nhiều. Như anh nói anh là một người may mắn đó. May mắn lắm. Thật ra là trong những cái giai đoạn mà gia đình khó khăn như thế, nếu như một cậu bé khác mà không có bản lĩnh, không gặp may mắn á, thì biết đâu đi vào một con đường nào đó. Vâng, thì thôi ngược lại là dòng thời gian một tí nhé. Năm 1978 thì nhà tuổi trẻ tuyển diễn viên vào mùng 10 tháng 4 năm 1978 tuyển 2.200 đơn và có nhận được về 44 diễn viên để lớp học đầu tiên. Và đến ngày mùng 9 tháng 11 thì chúng tôi tựu trường và 3 năm sau thì chúng tôi ra trường và đó là một trong đôi diễn viên gọi là thế hệ vàng của nhà tuổi trẻ, bởi vì đã đem một cái lối diễn cô Hà Nhân, cô Phạm Thị Thành đem học ở nước ngoài về, đem một lối diễn nó dung dị, chân thật. Chúng ta quen những vở đề tài cách mạng, quen một lối diễn mà nó chúng ta gọi là hai hệ, gọi là hệ Stanislavski là cái hệ một diễn chân thực và hệ Bechtelbrecht của Đức là cái hệ diễn mà biểu tượng hoành tráng. Thế nhưng mà sau đó thì chúng tôi đưa cái luồng gió mới vào diễn giữa cả hai hệ. Có lúc rất là hoành tráng nhưng có lúc rất là dung dị, nhưng đều xuất phát từ chính con người mình. Thì những năm đấy thì Romeo Juliet ra đời, rồi là những vở diễn như là Mùa Hạ Cuối Cùng, Hòn Đá Cháy, Hoàng Tử Hồng Nghề, rất nhiều vở mà thời đấy. Tôi rất nhiều lần tôi nhìn thấy Quyền Linh, rồi kể cả anh Thành Lộc, chị Hồng Vân là những cây đa, cây đề, tượng đài. Nhưng hồi đó đã đứng đấp trong cánh gà rất nhiều lần để nhìn chúng tôi với ánh mắt thèm muốn. Lúc đó sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh chưa nở rộ như bây giờ. Thật ra ngày xưa các anh là thần tượng của các nghệ sĩ miền Nam đó. Hồi đó là đoàn nhà hát kịch thành phố của bọn em đó được kết nghĩa với nhà hát Tuổi Trẻ của bên anh đó. Đúng rồi. Tụi em tự hào lắm. Mình kết nghĩa ở tại Lý Tự Trọng ấy. Dạ đúng rồi. Sau lưng tòa án. Dạ đúng rồi. Đấy. Tụi em tự hào khi được kết nghĩa các anh để được học hỏi các anh, và tụi em luôn luôn đứng trong sau cánh gà thèm muốn những cái vai diễn của anh là chị Lê Khanh nè. Vâng vâng, xem diễn mà nó sướng làm sao á. Như anh nói anh là một người may mắn đó. Nhưng may đó? Mắn về nghệ thuật thôi. Dạ. Nhưng mà không may mắn về tiền. Nhưng hồi thật đấy, anh chỉ giàu hơn đúng một người ở miền Nam này, đó là em. Anh biết là em nghèo lắm. Thật thì anh cứ tự hào là người nghèo nhất miền Bắc. Nhưng mà anh khẳng định là anh khá hơn Linh.
Đúng, hồi đó em đi ra ngoài Hà Nội em đóng phim á. Ừ. Anh còn đi xe máy, em đi xe đạp. Ừ. Em còn mượn được chiếc xe đạp cuộc của anh chạy. Em nói Chí Trung đi xe máy em giàu quá. Thế là về sau rồi. Còn những năm 80 hồi mới lấy chị Huyền xong á, mà có đứa con đầu tiên á, mà chị Huyền lại không đẻ, không có sữa, là nuôi bộ á, thì anh phải đi ra chợ rời, anh phải đứng ở chợ rời á. Buổi tối là anh là Romeo, nhưng mà ngày thì anh là dân đi buôn, dân chạy mánh á, mà ngoài Bắc gọi là dân phe phẩy á. Anh buôn tất cả những cái gì, từ đầu phố đến cuối phố, buôn gạo, buôn mảnh lốp ô tô. Ngày xưa nó có cái hợp tác xã mua bán ở các cái tỉnh thành phố ấy, cứ phân ví dụ bóng điện về đây, rồi vải vóc về đây, về kia về kia thì có người ta không dùng thì mình mua ở kia, lại về đây bán chỗ này, ra chỗ này mua ăn chỗ kia. Thế mình cứ đi mua, hay là đi Buôn Ma Thuột thì mua hạt tiêu về Hà Nội bán, đúng không? Rồi mua cà phê, xách 5-7 cân cà phê, thế là mặt lấm la lét cứ khai thế, cái gì cũng buồn. Bởi vì sao? Nghèo. Hay là anh đi ngoài đường nhá, nhìn thấy những cái cửa hàng xăm lốp ô tô ấy, chạy xuống để mua cái lốp mà xăm ô tô nó vỡ ấy, mua về cửa hàng lấy vứt lên xe ô tô và về Hà Nội thì lại bán cho những cái hàng nó cắt ra để nó ép thành xăm xe thồ. Cả đêm anh ngồi anh làm sẽ ép xe thồ để mang đi giao hàng bán. Phải chỉ lúc đó anh mặc đồ áo mô Romeo này đi buôn thì chắc mấy ông kia cho qua. Câu chuyện này là đi ra chợ rời á, ban ngày á thì nó cứ này chung ơi, đồ này có cái vai gì ấy, không nói chuyện nghệ thuật. Không nói chuyện nghệ thuật, ra chợ rời là dứt điểm như thế. Thế nhưng mà 6 rưỡi tối mấy cái ông lại bò đến dạp xe thì Trung ơi Trung, có con xe này. Không nói chuyện buôn bán, không nói chuyện. Tức là anh có một cái phân định rất rõ ràng. Từ 6 giờ sáng đến 6 rưỡi tối là không bàn chuyện nghệ thuật. Không có Romeo, mấy Robinet gì hết, không có một cái gì hết. Đúng là con buôn. Chỉ có là đi buôn thôi, bán mày bán rẻ bán đắt thì mua. Thế nhưng gọi lại từ 6 giờ tối trở đi là không nói chuyện buôn bán. Anh phải như thế mới sao. Hay á. Nó không xen lẫn chuyện này chuyện không kia. Không xen lẫn. Ồ, ngày xưa chị Lan Hương, ngày trên Lan Hương mà chị Hương mít ấy, ngày xưa ngồi bán bánh rán. Thế còn chị này, Lê Khanh ấy, mẹ chị với chị là cứ đan len suốt ngày này. Ngày xưa nghèo em biết rồi. Dạ. Nhưng mà đều giàu hơn em cả. Anh đừng nghe giang hồ đồn là em nghèo nhất Việt Nam. Thế mà bây giờ thì giàu nhất Việt Nam. Đâu có. Trong cái khó khăn như thế, buôn xe, buôn đủ thứ, suốt ngày rồi tối vào vai diễn sao anh vào được? Anh diễn bình thường lắm, chỉ có duyên dáng hoạt ngôn thì có vẻ tử tế thì có, chứ còn anh rất biết anh không tử tế, mà rất biết là mình diễn rất bình thường. Ngay cả diễn các cái chính kịch về các tâm lý là vì chắc là không có chó thì bắt mèo ăn cơm thôi, chứ còn nhiều người diễn giỏi lắm, anh cứ diễn thôi chứ còn không phải là người sâu sắc mà diễn giỏi đâu. Đấy là về chính kịch nhé, ở những Romeo rồi Hamlet rồi là Macbeth rồi Othello Aesop nhé. Đấy là vai khó không đó, toàn vai khó. Dạ. Thế nhưng mà chắc không còn ai nữa đâu một cái thời đấy. Thời đại trước á là khi nhắc Romeo Juliet Hamlet Othello thì người ta nhớ ngay Chí Trung, khi nói táo giao thông là họ nhớ Chí Trung. Sao đến táo, ngay cả trong làng táo quân ấy, Quân Dung, Quang Thắng, Công Lý, Xuân Bắc, Tự Long, Quốc Khánh họ rất duyên. Anh không duyên, anh nói thật chứ anh ở sao anh mới tồn tại ở cái dàn đấy rất lâu. Thế anh mới hỏi Đỗ Thanh Hải cho tao nghỉ đi, tao thật tao không có duyên, các bạn kia nó duyên lắm, tại sao ra đường tao thấy đi chợ nào nó cứ reo lên Quân Dung mà nó không nhìn thì tao nó không nhận ra mà tao có duyên đâu. Thế thì Hải bảo không phải đâu anh ạ, anh vẫn là cái cột chính, bởi vì anh nói là thâm lắm. Thâm quá. Anh giữ cái thâm lắm, anh phải cột chính. Người ta có thể không nhìn thấy cái cột chính ý nằm giữa nhà, nhưng nó đỡ bao nhiêu cả cái phào cột khác, nó đỡ bao nhiêu rui mè này nọ. Thôi anh chấp nhận anh đứng giữa nhà nhưng mà nhìn thấy anh cả. Thật ra là không ai có thể quên được táo giao thông. Anh nghĩ là những câu nói nó thâm sâu mà người ta nghe tự người ta sướng. Kiểu này. Dạ. Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, mà thông minh là nó tìm cách tiêu diệt. Đó, đấy, đại khái như thế. Hay là nước trong thì không có cá, mà người tốt quá không ai chơi. Muốn tốt cũng phải từ từ kẻo chơi mình. Anh không phải là người nghĩ ra tất cả những câu đấy. Dạ. Mà đạo diễn Đỗ Thanh Hải hàng ngày bạn nhặt vô lô bắn ngồi bắn cóp lại. Nhưng mà người nói mà nói mà nhả chữ, mà đúng nuốt rồi. Hơi mà nín hơi mà đẩy chữ các thứ mà đầy cả tâm trạng ấy thì chỉ có một cái mồm này thôi. Do anh trải nghiệm nhiều quá nghiệm. Thì anh mới nói được cái câu như thế. Đấy thì cũng may mới được mấy câu đấy. Tôi đã nghỉ táo thông 4 năm ấy. Nhưng mà khán giả cứ khen cái táo thông tôi làm tốt ấy là do vì bản thân các bạn hàng ngày các bạn phải đi, các bạn phải lăn lộn, các bạn phải hít thở bụi nếu các bạn cảm thấy bức xúc. Thế nên khi tôi nói hộ ra thì các bạn sướng đúng không? Chứ thực ra tôi không có duyên dáng gì cả. Mà câu từ thì tất cả là góp nhặt ở trên báo chí với cuộc sống hết. Thế còn cái giao thông là hàng ngày có đứa nào dám dỗi giao thông không? Tao này tao dỗi, tao ra đường đấy. Không có ai cả. Buộc tự nhiên tôi trở thành quan trọng. Đến năm vừa rồi tôi lại xin Đỗ Thanh Hải cho anh làm đại giáo giao thông. Bởi vì là anh nghĩ là cái thành công và cũng là năm sát gần khi chúng ta chia tay nghỉ cái chương trình táo này rồi. Cho anh làm và anh sẽ làm tốt. Thì bạn thấy năm vừa rồi cũng thấy tương đối tốt đúng không? Dạ tốt ha. An toàn, hiệu quả, có sẵn trong nhà. Trẻ chống ho cảm, dùng ngay ít nhi. Người ta quen cái cách nói của anh rồi. Cái cách đùa vui, nó đùa thật.
mà nó vừa châm biếm làm sao, nó sâu sắc làm sao đó. Trông mặt rất tử tế, mà trông rất đều. Từ chính kịch chuyển sang hài kịch Đời Cười, chắc có lẽ là do những cái va chạm trong cuộc sống anh ra cái dự án đó đúng không anh? Năm 1998 thì bọn tôi ở trong một cuộc đi chơi đấy. Và chính anh Trương Gia Bình mà chủ tịch FPT bây giờ ấy, thì anh làm giám khảo. Chúng tôi có đi chơi với nhau và chia ra thi đua, hay là cho các em đi làm những cái tiểu phẩm để thi với nhau. Thì anh Bình lại là ban giám khảo chấm. Hay là anh Bình cộng với một anh nữa ở Ba Lan về. Thế xong hôm anh lại tặng cho toàn bộ đoàn 200 đô. Thế là bọn tôi tự thế mà bán được. Ông khen rối rít lên. Ông Bình bảo sao em không xây dựng cái này mà thành cái đi. Thích lắm, hay lắm em ạ. Thế anh Lê Hùng này vào cuộc, tổng đạo diễn đầu tiên của chương trình đấy. Và Đời Cười là ra mắt từ đấy. Năm 98 đi Thành phố Hồ Chí Minh và được coi là một trong 10 sự kiện văn hóa, báo văn hóa nói là một nổi bật. Và chúng tôi sống trong nhung lụa được 20 năm của Đời Cười với khoảng 400 các hài kịch ngắn. Và Đời Cười cũng có thể không hoàn toàn đúng, nhưng nó chính là tiền thân để tạo nên cái Gặp Nhau Cuối Tuần. Nên những từ vòng đầu tiên ý Gặp Nhau Cuối Tuần họ đi xem và họ đến họ thích, họ quay của bọn tôi. Xong từ Gặp Nhau Cuối Tuần mới ra Gặp Nhau Cuối Năm, mà từ Gặp Nhau Cuối Năm mới ra là Táo Quân. Thế thì nhà tuổi trẻ cũng tự hào là một trong những đơn vị mà tạo nên thành công của Táo Quân ở những ngày đầu tiên. Từ một diễn viên ngôi sao, từ nghệ sĩ ngôi sao, anh được mọi người chăm sóc, chào đón, đưa đón. Nhưng khi đến giám đốc nhà hát, anh phải chạy lo bán từng cái vé, anh phải chăm sóc từng nhân viên, từ diễn viên làm sao họ diễn, họ có doanh thu để họ lo cho họ và cho gia đình của họ. Rồi lo nào sân khấu, âm thanh, ánh sáng, kịch bản, lo tất tần tật như vậy. Có khi nào mà anh cảm giác nó khó quá, anh định bỏ luôn? Tất cả những cái khó nhất trong cuộc đời làm lãnh đạo nghệ thuật thì đã là từ 20 mấy năm trước. Ngày 22/4/1997, đó là ngày mà nhà tuổi trẻ đã có đoàn kịch lớn và tách ra thành hai đoàn kịch, và tôi là trưởng đoàn kịch 2. Tôi đã dẫn quân đi khắp 62, hồi mới có 53 tỉnh thành thôi chứ không phải 62 như bây giờ. Tất cả các tỉnh thành phố từ Mũi Cà Mau đến Điều Đồng Móng Cái, chỗ nào tôi cũng đã đi xe máy và lết vào từng đơn vị, từng cái quan tôi đi chào từng cái vé một. Thậm chí cái thời đó cách đây 20 năm tôi còn biết là Thành phố Hồ Chí Minh này có bao nhiêu giám đốc người Bắc, bao giám đốc người miền Trung, bao giám đốc người miền Nam, doanh nghiệp ấy. Tôi lên một cái danh sách toàn bộ tất cả những giám đốc, tại vì tôi đến tôi cứ đi xe máy dọc tất cả các quận của các bạn. Tôi đi và cứ thích cho nó đông cái xe máy vào là tôi vào. Và trước tiên là giải tờ rơi toàn bộ lên giỏ xe, sau lên gõ cửa của giám đốc là em là nhà tuổi trẻ và em đến đây để bán vé nghệ thuật. Tôi còn cố cho một hôm kia chỉ đồng bìa cái gõ cửa phòng mở cửa ra. Ai đấy ạ? Chào anh ạ, tôi là Chí Trung, tôi là trưởng đoàn kịch nhà tuổi trẻ. Anh Trung, anh vào đây. Anh vào bao giờ đấy? Mình mới vào hôm qua. Anh đâu đấy? Anh đi bán vé cho nhà hát tối nay diễn, giờ em mua cho anh ít vé với. Vâng vâng, kế toán lên tôi bảo cái. Thế là mua. Đại khái tất cả những thời kỳ khốn khổ nhất của một đời gọi là quản lý nghệ thuật thì tôi đã trải qua. Khi làm giám đốc, và trước đây là làm phó giám đốc, và sau này khi làm giám đốc thì tôi chỉ cần điện thoại thôi, không còn vất vả gì nữa cả. Lúc ấy không đi bán vé số dạo nữa. Lúc ấy là người ta bán vé số là một này, bán sách là hai này, và đánh giày là ba, là người ta đi hẳn cửa. Không bán vé nghệ thuật, không bán số dạo, và đánh giày, không ăn mày, đề nghị cấm. Và có lẽ từ lúc mà làm con buôn ở ngoài chợ trời giúp cho anh làm kinh tế tốt hơn, giúp cho anh mua bán tốt hơn đúng không anh? Nó có những mánh khóe Linh ạ. Dạ. Ví dụ cho đi các cơ quan ấy, ở cái thời đấy mà tôi sợ nhất trên đời là bảo vệ chứ không phải giám đốc. Giám đốc vào là kiểu gì cũng họ cũng sẵn sàng, nhưng vượt qua được bảo vệ thì coi thành công. Thế thường mà tôi bao giờ cũng thả một cậu vào trước và bảo vệ. Anh vào đó đấy, cứ gãi quá ơi, tôi có thể đi một quãng. Thế bảo vệ ơi cái, thế tôi không chạy kia, chạy thẳng nhà vệ sinh đứng một lúc. Tôi nếu nó đuổi theo vào đi giải nhờ tí. Sau đó thì thấy ông không đuổi nữa, mà ông lại đang mải bắt sống cái thằng ở cửa. Bóng vòng đi tầng, có những mánh khóe ngày xưa nó buồn cười lắm. Một tôi xây dựng. Đâu hẹn được giám đốc đúng không anh? Phải vượt qua bảo vệ thì khả năng thành công đã 70%. Nhưng cũng lúc bảo vệ, ông quá nhanh. Ông vừa túm cái thằng ở cửa mà ông vừa chạy anh yêu mà tôi đi giải nhờ tí. Thế thì ông đuổi theo và tiếp ông túm cái thằng này lôi. Thì thôi lại đi ra lông dốc rồi coi hôm thất bại. Nhưng phần lớn là thoát. Vì ông túm thằng này, thằng kia lại chạy ra ngoài thì ông túm theo nó thì tôi lì gác mất rồi. Và tôi chỉ cần 2 phút là thành công. Tại vì họ nhìn trên gương mặt rất thánh thiện của tôi đầy khát vọng của bán vé. Không như nói chuyện để cho xây dựng một cái giám đốc Chí Trung trong thời kỳ vừa rồi hoàn toàn chân chính thực sự. Yeah. Thì Chí Trung là một trong những người làm nghệ thuật chân chính. Tôi có một cái hành trang ấy đáng tự hào để đến với lại cái ký ức của các bạn. Anh là một diễn viên, nghệ sĩ, đạo diễn, quản lý quốc dân đó anh. Rất là nhiều người yêu mến anh. Thành công tất cả mọi thứ, nhưng thấy anh có một điều không thành công. Gọi là không thành công, chắc là bạn muốn nói về gia đình thì là đó chỉ là một nốt trầm thôi.
Anh nói là anh ám ảnh về sự ly hôn của gia đình anh. Anh nói gia đình anh ly hôn như một cơn lốc. Nhưng thực sự vừa rồi anh và chị Huyền cũng ly hôn như một cơn lốc. Thực ra thì chuyện cũng đã lâu rồi, 4-5 năm rồi. Nhắc lại bây giờ thì để bào chữa hay thanh minh hay biện hộ hay chứng minh thì nó cũng không nhiều ý nghĩa nữa. Bởi cuộc sống nó đã trôi đi. Ngọc Huyền cũng đã có được một cuộc sống ổn định. Tôi cũng đã có một cuộc sống ổn định. Thế nhưng mà có rất nhiều khán giả đến bây giờ độ tuổi của tôi nhắn tin họ vẫn sốc. Tại vì họ cứ đinh ninh một cái tượng đài về hạnh phúc gia đình, một cặp đôi nghệ sĩ mà tưởng như là trường tồn cùng với thời gian, mà bỗng nhiên một ngày đứt phật. Thì tôi cũng nhắn tin lại là thực ra tôi còn sốc hơn nữa, vì bản thân tôi là người trong cuộc chứ tôi cũng không nghĩ là nó xảy ra. Đấy là sự thật. Còn tất nhiên trong cuộc sống mà khi mà vợ chồng chia tay ấy, thì bao giờ người đàn ông cũng có lỗi. Người đàn ông luôn luôn rất chủ quan, nghĩ rằng mình yêu vợ, thương con, làm hết lòng tất cả cuộc đời mình dành cho vợ, cho con. Và có đôi lúc họ tặc lưỡi, họ vui cái này, đùa cái nọ. Nhưng gia đình là nhất. Nhưng khi mà hết duyên, đứt phật. Và quyết định cái đứt phật ý lại không phải nằm ở mình. Thường mà quyết định ly hôn thì bao giờ cũng nằm ở nơi người vợ. Trong cuộc ly hôn thường bao giờ người đàn ông có lỗi, và chắc chắn như vậy, không hề nói đãi vui một tí nào cả. Nhưng để lựa chọn ly hôn thì đàn ông lại không phải là người lựa chọn. Quyết định vẫn là người vợ. Quyết định vẫn bao giờ cũng là người vợ. Với gia đình tôi thì nó là cái duyên. Những khán giả đang xem chương trình thấy rằng là anh ấy đang bảo chữa cho bản thân anh ấy. Thực ra tôi không bảo chữa, chỉ lúc này đây cũng đã ngần này tuổi rồi. Mai kia khi gió máy phát đứt, không muốn để cho mọi người nghĩ rằng mình nói dối. Nhưng thực sự tôi còn sốc hơn nữa khi mà tôi ngồi một mình trong căn nhà trống vắng năm 2017-2018. Tự nấu cơm, tự là quần áo, từ mọi thứ. Tôi có một con chó rồi, mỗi lần nấu cơm xong, ăn xong nước mắt nó chảy ra. Mà tôi không biết nấu cơm đâu. Cả đời là Ngọc Huyền nấu hết cho tôi. Cả đời Ngọc Huyền chăm lo tôi, mà ra đường mặc cái gì là Ngọc Huyền để sẵn hết cho tôi mặc. Tôi không phải làm cái gì cả, trừ là lau nhà, dắt xe máy vào cho vợ. Thế rồi là tất cả những việc nặng, xây nhà, sửa cửa, kiếm tiền. Nhưng mà tôi không biết một cái gì, tôi không phân biệt được quả trứng vịt với trứng gà. Bỗng phải tự nấu cơm để cho mình và con chó nó ăn. Nuôi con chó đỡ buồn. Thế là 2 năm như vậy, trong cuộc sống gia đình ấy. Tôi có 2 may mắn, tôi có một người vợ là Ngọc Huyền. Chúng tôi cả yêu cả lấy là 38 năm, khán giả sốc là phải. Nhưng không hoàn toàn lỗi do ai. Nhưng không hiểu sao nó cứ giang nhau ra và nó lạnh nhạt dần đi. Từ ly thân xong nó sang đến ly hôn nó không trở lại được nữa. Và tôi sống trạng thái đấy gần 2 năm. Khi ly hôn xong thì tôi gặp được Ngọc Lan. Thì đúng là cuộc đời tôi may mắn tôi có được Ngọc Huyền. Trước đây một người rất là tốt yêu tôi, và bây giờ Ngọc Lan cũng thế, cũng rất là tốt yêu tôi. Đấy là cái may mắn của tôi. Tôi đang yêu Ngọc Lan, yêu thôi chứ không lấy. Điểm kết của tôi là trại dưỡng lão chứ không phải dũng dựa vào ai cả. Đến độ tuổi nào đấy thì là mình sẽ làm phiền người khác bởi cái khó tính của mình. Bởi cái một thằng nghệ sĩ về già có cái gì đâu, ngoài cái ăn tục nói phét, cái hư danh. Mà lúc ấy không còn hư danh nữa. Thế nên tôi đã đặt chỗ ở chỗ trại dưỡng viện dưỡng lão rồi, là mình sẽ về đấy mình ở. Thế nhưng đến lúc này tôi đang rất là tốt, rất hạnh phúc. Nhưng nghĩ làm gì tới bi quan mà phải vào trại dưỡng lão. Anh vẫn còn 2 người con của anh mà. Không, các con tôi nó cũng có những cuộc sống gia đình riêng. Mẹ tính tôi cũng nói rồi, tôi bị tự kỷ từ bé mà. Tôi tự quyết định tất cả các việc, chả bao giờ xin kiến ai cả. Có phải là anh gia trưởng không? Gia trưởng, đấy là một trong những bệnh của tôi. Và chính Ngọc Huyền bỏ tôi một phần vì cái đó. Một phần thôi chứ không phải hoàn toàn. Gia trưởng, lăng nhăng, tôi đã nhận hết mà. Tôi rất dũng cảm nhận trước tất cả mọi người. Nhưng lúc nào yêu vợ, thương con thực sự. Nhưng không phải yêu vợ, thương con. Mà lúc nào đứng đắn, đứng nghiêm như một cái cây ngoài đường đâu. Mình có đôi chút thế này thế nọ một tí chứ. Thế nhưng không để ảnh hưởng một cái gì cả. Nhưng mà hết duyên nó vẫn đứt. Cái điều đó em nghĩ nó hơi mâu thuẫn. Tôi cũng không biết nói nào cho Linh hiểu. Nếu đứng ra phía ngoài nhìn thì ai cũng nghĩ là chúng ta là người bố tốt. Cho đến khi chúng ta vỡ tan ra mới biết rằng không phải là người bố tốt. Người ngoài nhìn bao giờ là người chồng tốt. Cho đến khi vỡ tan ra biết rằng mình là người chồng không hoàn toàn tốt. Nhưng không hoàn toàn tốt không đồng nghĩa là mình xấu. Không phải tôi nói ra để bảo chữa biện luận có gì đâu. Nhưng tôi là người dũng cảm nhìn thẳng vào mình và tôi biết bản thân mình. Còn trở sang câu chuyện mà viện dưỡng lão ấy, thì tôi muốn chia sẻ thế này. Thì tôi hơn cái bạn gái sau này, bạn Ý Lan ấy, những 18 tuổi. Thì tôi nghĩ rằng nay tôi 61 rồi. 10 năm nữa tôi 71 rồi. Tôi 71 mà lúc ấy bạn ấy 50. Tại sao làm phiền bạn ấy mà lúc ấy mình 70-71 thì mình là cái thằng già khó tính lắm. Thế là một cuộc nói chuyện rất thú vị. Quyền Linh bên Chí Trung nói chuyện rất là nhiều ở ngoài đời. Nhưng mà chưa bao giờ tôi và anh Trung nói chuyện thẳng thắn như thế. Hình như em thấy anh hay đàn hát vào những lúc buồn, lúc căng thẳng gì đó. Mà bố tôi là nghệ sĩ nhân dân Quý Dương. Dạ. Tôi bây giờ mới là nghệ sĩ ưu tú rồi. Mấy chục năm nghệ sĩ ưu tú rồi, 20 mấy năm rồi. Nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu để lên được nhân dân. Bố tôi là một con phượng hoàng.
Thế thì có một lần ông bắt tôi đứng luyện thanh, ông dạy cả nước hát, ông bắt tôi luyện thanh thì tôi luyện tại tôi được một lúc thì thấy ông bỏ đi, không bao giờ ông bị sai lầm như thế nữa. Thế nhưng không vì thế mà tôi không biết hát. Hồi trẻ thì ở lớp hay đi diễn dã ngoại hay đi sơ tán ấy, ra đầu hè ngồi hát thì sau lưng thấy một loạt con gái. Ngọc Huyền thích lắm, một số bài mà Ngọc Huyền rất là thích, hay bạn gái tôi bây giờ cũng thích, ví dụ như Đôi Bờ chẳng hạn. Đêm dài qua dưới mưa rơi, anh mong chờ em tới. Cây cỏ hoa như nói nên lời, em hạnh phúc nhất đời. Mình anh chỉ biết có yêu em, giữa trời mây thiết tha. Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa. Anh đợi em dưới mưa rơi, sao bây giờ em chưa tới. Đại khái thế. Thế rồi tôi hát một cái bài bố tôi ngày xưa rất nổi tiếng, Tơ Máu Chiến Sĩ Bảy Năm Xưa. Ồ, đúng rồi. Để cho các cụ cũng thích là thằng này nó cũng theo nghiệp bố. Bố tôi là một con phượng hoàng nhưng mà chấp nhận đẻ ra một con gà trụi lông là tôi. Tấm áo ấy bấy lâu nay con thường vẫn mặc, để nhớ ngày chúng con về Hà Bắc. Quần nhau với rằng áo con rách thêm, nên các mẹ già lại phải thức thâu đêm vá áo. Tấm áo ấy bấy lâu nay còn quý hơn cơm gạo. Đời mẹ nghèo trong áo rách nên thương. Các con ra đi đã mấy chiến trường, mang theo cả tình thương của mẹ. Là kỳ thay con đi như thế, bỗng khi nào chợt nhớ hậu phương, thì đường đang xa mà đôi chân thêm khỏe. Trái tim này rực cháy yêu thương, mọi gian lao mẹ con ta san sẻ. Ngắm chân trời rạng rỡ anh. Bây giờ thì Linh biết vì sao mà bố tôi bỏ đi khi tôi hát rồi gì? Không, anh nói thế hay mà. Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy. Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà trí chung ở đó. Bây giờ anh vẫn đang ở nhà tập thể nhé. Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà trí chung ở đó. Có nhiều đồ có. Đêm nằm nghe sông vô, tiếng sông Hồng thở than. Em đến nhà anh rồi đúng không? Dạ. Đúng rồi, sau thật nhé. Thở than thật nhé. Mà vừa rồi mà khi mà anh sống một mình, anh thở than ngang sông Hồng luôn. Những ngày tôi lang thang, tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội. Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi, mộc mạc thôi mà bâng khuâng nhớ mãi. Tuổi thơ đã đi qua, không trở lại, cháy hết mình. Cánh phượng nhẹ nhàng rơi. Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, cái ngày tôi chia xa Hà Nội, giờ ra đi mới thấy lòng tiếc nuối. Những kỷ niệm một thời nông nổi vẫn thôi thúc hoài khắc khoải nơi trái tim. Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, vòng trong tôi tình yêu trong tôi. Thời gian có bao giờ phôi phai như nước Hồ Gươm xanh vời vời, như hoa xưa nồng nàn đắm đuối. Bước chân tôi đi bao nẻo đường vẫn mong trở về ngõ nhỏ Hà Nội ơi. Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà trí chung ở đó. Trong giấc mơ tôi vẫn thầm mơ như nhà quyền linh. Tuyệt vời, tuyệt vời anh Chí Trung ạ. Cảm ơn anh Chí Trung rất là nhiều. Hôm nay em sẽ gửi tặng anh hai món quà này đây. Đây, món quà này rất là quý. Tem phiếu.
Quay. Để nhắc nhớ một kỷ niệm khó quên. Một món quà nữa. Gạch xếp hàng. Những ký ức không bao giờ quên trong cuộc sống. Cảm ơn Quyền Linh. Mà tôi cũng muốn nói cảm ơn Du Hành Ký Ức. Các bạn có một cái format chương trình rất là tuyệt vời. Vì không có chương trình này thì bản thân chúng tôi không biết chúng tôi đang ở đâu. Và chúng tôi không tìm lại được chính mình. Cùng với những khán giả yêu mến mình. Với người lớn tuổi thì là chúng ta cùng tìm xem cái quãng thời gian đó chúng ta như thế nào. Với các bạn trẻ tuổi xem chương trình và tự thấy rằng chúng ta cần sống tiếp ra làm sao để chúng ta khi nghĩ về ký ức, khi du hành ở trong cái ký ức đấy, chúng ta cảm thấy chúng ta đã yên tâm với chính bản thân mình. Thế thì tôi cũng muốn cảm ơn chương trình và cũng hôm nay nhờ chương trình mà tôi cũng được chia sẻ, nhờ chương trình tôi được sống lại và có đôi chút giải bày. Cảm ơn nghệ sĩ Chí Trung. Nghệ sĩ của nhân dân. Wow, cảm ơn chữ của. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Du Hành Ký Ức của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì nghệ sĩ của nhân dân Chí Trung và Quyền Linh xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.